Hay được không? Không được. Nếu mà không có cái cây làm sao mà sinh ra cái hột giống của cây? Theo sự thực mình biết á, cây sinh ra cái hột, hột sinh ra cái cây, thì hai thứ là sanh với nhau, là chưa bằng nhân duyên. Mà nếu mà mình chấp là nhân duyên là thật đó, được không? Cũng không đúng. À, hồi nãy đã nói đó, không có cái nhân đầu tiên thì cái nhân duyên đó không có cái thật. Nhưng mà thầy phải có nhân đầu tiên, không có nhân đầu tiên thì thành tự nhiên, cũng như mà thường đường ở trên trời là tự sanh, không cần hỗn giống là sanh ra cái cây, hoặc là tự nhiên là không cần cái cây là sanh ra cái hỗn giống. Nhưng mà sự thực thì không phải. Cái hột lưu lũ sanh ra lưu lũ, cái hột xoài sanh ra cây xoài, chứ không được mà hột xoài sanh ra lưu lũ, hột lưu lũ sanh ra cây xoài cũng không được nữa. Nhưng mà bây giờ đó, theo sự thật á, thì tự nhiên cũng không có thành. Nếu tự nhiên thì không cần nhân duyên, tức là cái hột giống không cần cây mà sanh, cái cây không cần hột giống mà sanh, nó tự nhiên. Nhưng mà bây giờ mình thấy trước mắt nó phải có nhân duyên sanh, nó mới sanh. Rồi nếu mà nhân duyên đó là thật đó thì phải có nhân đầu tiên, nhưng mà bây giờ không có nhân đầu tiên, tức là phải tự nhiên. Vậy thì tự nhiên cũng không đúng, nhân duyên cũng không đúng. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói chẳng phải nhân duyên cũng chẳng phải tự nhiên, là cái gì là vô tâm tạp. Nhân duyên cũng là vô tâm tạo, tự nhiên cũng là vô tâm tạo. Cũng như Kinh Lăng Nghiêm nói cái thân này là cũng là vô tâm tạo, vô cái tưởng. Nói cái thân của mi á, nếu mà không có cái tưởng thì không có cái thân của mình đấy. Tức là cái tưởng của cha mẹ với cái tưởng của mình hợp lại nó thành cái thân mình. Hồi nãy tôi đã nói đó, nói tới từ bi đó là phải ngã chấp thật đó. Bây giờ đó, nếu mà tôi là Phật độ chúng sinh đó thì là ngã chấp, nó không phải Phật. Con chưa có giác ngộ, bởi vì giác ngộ nó là Phật, nó mới là Phật. Nếu mà giác ngộ thì hết cái ngã chấp. Bây giờ còn có tôi để độ chúng sinh thì còn cái ngã chấp, là còn cái ngã tướng chúng sinh, còn cái chúng sinh tướng. Cho nên Kinh Kim Cang nó nói độ hết tất cả chúng sinh á, mà thật không có một chúng sanh được độ. Bây giờ đó, cái câu thoại đạo đó, hồi nãy tôi giải thích là cái nghi ngờ phát từ mà vọng tam đó, thì đối với cái tất cả cái gì đó cũng là cái nghi ngờ đó, không có rõ được. Chừng nào mà chân tâm nó mới rõ. Thì bây giờ là mượn câu thoại đạo để khỏi lên cái như tình đó. Cái nghi tình, cái thoại đạo nó không phải là của ai hết á. Tất cả đều không phải của ai. Bởi vậy á, sự thật á, chẳng phải chúng sanh, chẳng phải Phật là ai đâu. Nói cái chữ ai cũng là cái ngã chấp. Tại mình có cái ngã chấp, mình chấp Phật mới là phải có tìm ai, có tìm cái gì ra. Nhưng mà sự thật đó,
có cái tiền đó là xuất phát từ cái ngã chấp rồi đó, bị cái chấp thật rồi đó. Cho nên tất cả thiên lợi từ địa ngã đều có ý là muốn chấm dứt cái sự tiền, cái tiền hiểu đó, tiền trời đó. Cũng như trên Duy Ma Cập đó, nếu mà muốn cầu pháp á, thật muốn cầu pháp thật ừng vô nó cầu à, thì kinh Điểu Ngã Đại Thừa đó là giải thích tất cả mình tìm hiểu được đó đều là định, đều là sai lầm à, tất cả cái chuyện lá biết đều là sai lầm à. Cho nên á, không để cho mình biết rồi mình chấm dứt cái sự tìm hiểu nữa à. Cho nên tham thoại đạo, nếu mà tìm hiểu câu thoại đạo là hữu nhiên là sai lầm. Chánh nguyên thì không có cho tâm đi tìm hiểu đó à, mới là chánh nguyên, mới là lực là chứng ngộ đó à. Rồi tới ngộ là mới biết. Bây giờ đó chưa ngộ á, cứ cho là cái này cho là cái kia là lúc tâm đi tìm hiểu là hầu như là không phải tham tối sơ thiền rồi đó. Thì chúng đọc chưa cầu đó. Con xin là người nói pháp thầy gọi tên này như thế, gọi tên là Kim Cang Như Bảo Đế, gọi tên là Như Thủy Tham Ma Đào, chỉ tu trong giây lát từ chứng quả vô học. Nhưng ra nghe sư phụ và các pháp như này chỉ tu nó đã để tu có tư tới hàng năm, 10 năm hay 30 năm mà chưa thể chứng thắng chứng quả vô học. Bây giờ thì hai Đức Phật đã nói là chú tu trong như lắm nhưng rõ như học chú sư phụ ta thì cho con nói tôi làm con giải thích nhé. Tất cả các tên gọi á, Niết Bàn thực tướng Pháp Thân Như Lai á, đều là tùy theo cái dụng á, là cái tên thôi. Tất cả tên á, đều là sẽ bằng giả danh á. Đó. Thì á, cái nói như đen qua như bảo gì đó, thì như cái này cái kia này, đừng có nói nhầm như giống thôi, thật cũng là chỉ là cái tên thôi. À. Còn á, bây giờ nói cái thời gian đó, lâu hay là mau á, thời gian đó, giống là giọng rồi đó, làm sao mà có lâu mau á. À. Bây giờ đó cái hiện tượng thế giới đó, vũ trụ vạn vật đó, tất cả các thực chất đó mà do lao mà chứng đập, do không gian thời gian số lượng mà chứng đập, mà cái ba món này đó là cái gì, không gian là cái gì, thời gian là cái gì, số lượng là cái gì, đều không có cái bản chất, không có cái bản thể, chỉ là có cái tên gọi là do người lập ra ba cái khái niệm thôi. Nhưng mà tất cả vũ trụ vạn vật có thực chất đều phải nhờ ba cái khái niệm này mới xây dựng, mới chân lập được. Nếu mà ba cái khái niệm, ba món đồ này rút ra đó thì vũ trụ vạn vật là siêu vô biên. Ba cái khái niệm này cũng như cái sườn nhà, vũ trụ vạn vật cũng như căn nhà. Bây giờ đó, nếu mà không gian thời gian số lượng đó, ba món này rút ra đó thì căn nhà nó sập. Nhưng mà ba món này là cái gì đó, chỉ là ba cái khái niệm ở trong vọng tâm ừ. Cho nên Phật nói nhất thiết quy tâm tạo là vậy. Hồi nãy nói chung kinh căn quá khứ hiện tại vị lai ở tâm đó, dù bát khả đắc đó là tha cái khái niệm thời gian đó ờ. Thì thật đó là có cái sự quá khứ hiện tại vị lai là do người lập ra cái lồng hồ à, để phân ra thì nó mới có vậy. Bây giờ tất cả đồ gì đó rời khỏi ba cái khái niệm này không được. Cũng như bây giờ tôi ngồi lai nó thì cái thân tôi đó chính cái chỗ không gian đó, tôi năm nay
Thì bây giờ đó mình muốn ở trong kinh bao được thức tỉnh đó, tức là giác ngộ thành Phật đó. Trước Phật tức là giác ngộ, giác ngộ tức là ở trong kinh bao mà thức tỉnh thì mới dời khỏi cái kinh bao đó. Nếu mà cứ lẩn quẩn có tìm hiểu cái việc ở trong kinh bao á thì tìm hoài đó nó còn chỉ là mê chìm ở trong kinh bao. À, từ thân này tới thân cha, từ thân người tới thân thú cũng là ở trong kinh bao thôi. Mà chư Phật chư Tổ là muốn mình được thức tỉnh ra ngoài kinh bao thì bình an vô sự. Nhưng mà tất cả chúng sinh nó đều quan đoán ham thích ở trong kinh bao. À, em chịu dài, à, em chịu mà thức tỉnh. Cho nên nó Phật nói trong mà những cái kinh mà Đại Thừa Địa Nghĩa đó giải thích tất cả sự hiểu biết của mình đó đều là sai lầm, đều là các chứng bệnh. Cũng như kinh Lăng Nghiêm á, Phật nói với A Nan á, nói bây giờ anh thấy cái này cái kia, núi sông đất lai, à, thấy người thấy kia, thấy Phật thấy Như Lai đều là cái bệnh lão thành từ vô thủy. À, cái việc thấy rõ ràng còn là cái bệnh, huống là cái mà thấy không có rõ ràng. À, cũng như mà cái kim bao ở trong kim bao này đó, bây giờ người ta người thế gian nó cho cái hiện tượng thế giới này là thật. À, bây giờ đó mình ngồi lại nói chuyện là thật, nhưng mà Phật đó ở trong kinh nó giải thích là tại cái bệnh đó, có bệnh mới thấy như vậy. À, tức là còn ở trong kim bao. Bây giờ thấy kiếm cách nào mà rời khỏi kim bao, ở từ ở trong kim bao thức tỉnh gọi là chân tánh thành Phật, tức là giác ngộ đó. Thì bây giờ Phật đã có dạy 84.000 pháp môn, nhưng mà ở trong đó đó là tham thiền đó là duy nhất của Phật thân truyền cho Maha Kandip. Còn mấy cái pháp môn kia đó là Phật chỉ nói ở trong kinh đó, mà chư tổ căn cứ theo kinh mà đặt ra cái pháp môn. Chỉ có cái tổ sư thiền này đó Phật không có nói chuyện, chỉ mà dơ lên một nhánh bông á truyền cái pháp môn là cho mà Ma Ha Ca Diếp làm sơ tổ đó. Rồi mà Ma Ha Ca Diếp đó truyền tới tổ Đạt Ma là 28 tổ mới truyền qua Trung Quốc. À, rồi sau này đó nó có sơ tổ mà truyền qua Việt Nam đó. Thì bây giờ đó cái tình trạng mà cái trước với cái sau thì nó cũng dễ hả? À, cũng là do cái vọng tâm đó nó tạo ra thôi. À, bây giờ vậy hả? Hồi lúc đó ấy hả? Theo người ta thì nói là tại có người mà ngoại đạo á, hay là người tà ma nó làm cho chướng ngại á, họ nhưng mà nếu mà cái tâm mình tránh á,
thì tà ma nó cũng không có chướng ngại được. Đó. Thì mình có suy nghĩ đó, suy nghĩ thì lục vào giọng rồi đó, tà ma nó có cơ hội. Cũng như trên Lăng Nghiêm nè, ăn năn á, đi mà một mình đi thất thật á, nếu mà cái chánh niệm dạng tiền mà không có suy nghĩ gì hết á, thì cái mà ma nữa cho bằng danh nữa cho bằng ma lăng dạ ha, không có cái chú của ma lăng dạ đó, không có chịu nhiệm được. Thì lúc đó đó A Nan nói cái tâm suy nghĩ là tu Bồ Đề ha, như ta viết đó, một người á thì bỏ nhà giàu chuyên thức cái nhà nghèo, một người thì bỏ nhà nghèo chuyên chuyên cái nhà giàu. Nói vậy là nó là không có bình đẳng á, thì tự cho là tôi đó nghèo giàu thì cũng là từ cái từ nhà đó chuyên hết. Mặc dù cái suy nghĩ đó là đúng nhưng mà đã là giọng rồi à, có cái suy nghĩ đó đó đã là giọng thì đó ma đang già mới có cái cơ hội đó, bắt nó vô lên trong nhà thấy đó. Thì cái sự suy nghĩ đó là đúng rồi à, mình là phải bình đẳng á, nghèo với giàu đó thì bình đẳng, không có mà bỏ nghèo cho nên thích giàu à, bỏ giàu thích nghèo à. Theo người thế gian thì nó là tốt lắm, cái suy nghĩ nó tốt, nhưng mà một tu á nổi tam lên là không được rồi đó à, là giọng rồi đó à. Học cái tự động tự tức nó bắt đầu mình nó cứ để ý biết cái nào biết cái kia đó đã thành cái thói quen rồi đó à. Thì cũng có kể nó những là tà ma ngoài đạo đó là có làm cái chết mà chướng ngại á, cũng như người ta nói tu là có định đánh thảo à. Nhưng mà sự thật đó thì là cũng là tự tâm mình làm ra thôi à, nhất thiết vô tâm tạo đó. Và đủ thứ bon chen, thế là thấy xa đê hèn, không còn có chướng cái gì hết. Nói tóm lại có bốn bức tường thì chúng tôi được từ xuống đổ hết. Thế mà từ ngày tôi 60 tuổi, tôi biết cầm những quyển kinh, tôi nghiên cứu chân lý là Phật, thì tôi thấy có một sự rung động ở trong lòng tôi. Và từ đó trở đi, tôi hết sức chí tâm để mà tìm chân lý. Bao nhiêu những tiền tài danh vọng hay cho đến cái loại cái kia tôi không còn mang cho hết. Con cái cũng nghĩa là đến tuổi trưởng thành tôi cũng dẹp cho một đường mặt cho sự sinh hoạt của nó. Chỉ có một lòng nghĩa là kiếm chân lý cho đến nơi đến chốn. Mà trước khi kiếm chân lý thì tôi có một câu nghĩa là cũng đã cái nguyện vọng của tôi là đã tu phải đến nơi, dù cho lở đất ngông trời cũng tu. Rồi đến khi tôi kiếm chân lý thì nếu mà cứ như cái sự nghiệp của tôi mà để lại từ đến ngày nay, tôi ăn mấy cả suốt đời cũng không hết, nhưng mà đều tôi dẹp bỏ hết để tôi đi kiếm chân lý. Thì đầu tiên khi sư phụ ở cái Sài Gòn này, tất nhiên là một cái thành phố lớn lao đầy rẫy vật chất cám dỗ, không phải dễ gì mà kiếm ra được bằng cách chân lý, bằng một cách đó là dễ dàng được. Nhưng mà vẫn kiếm chân lý, đi các chùa chuyển sinh kệ mấy năm, nhưng mà là cái tâm hồn nó cũng vẫn không thỏa mãn, nó cũng không cho là như thế mà có thể nó đúng được, mà chân lý đến với mình được. Rồi tôi mới là ngẫm nghĩ, tôi mới là coi những khảo cứu sách kinh của tôi, thấy Đức Phật
đi tu phải nghĩa là tĩnh tâm ngồi thiền. Thế thì tôi cũng lại cái xu hướng mà của tôi tham thiền ấy, tôi thích lắm. Từ bấy giờ về đi mà tôi cũng không biết là kiếm ở đâu ra được những thiền sư ra để cho có thể cho tôi nương tựa được. Tôi cũng đã hết sức đi kiếm mà không thấy, không có cơ duyên chưa gặp. Rồi tôi mua các sách không còn thứ thứ gì, thông duyên học cao đài cố gắng đủ thứ. Cái nỗi tôi say mê cái nỗi là khi lúc giờ tôi làm những lũ mà hơn một tí là nó đuổi ngay lập tức, mà tôi làm nó được 7-8 năm về cái quyền lợi của tôi đã có hiểu. Thế mà tôi say mê ngồi thiền mà lúc bây giờ tôi chưa có thầy, tôi phải dùng sách cần thầy cho tôi. Mà giờ tôi cũng tham ngồi, tôi ngồi được đến mỗi lần tôi ngồi được đến cả tiếng rưỡi rồi. Mà một khi tôi đi làm một ngày 8 tiếng đồng hồ thì phải hết với bổn phận 8 tiếng đồng hồ. Chứ còn mà nó lũ là một chút mà nó đuổi tôi ngồi, mà tôi cũng không. Tôi say mê cái nỗi này, dù mà nó có đuổi tôi cũng cam tâm, tôi đi tìm chân lý tôi thế nào tôi cũng không có quản ngại hết. Khi mà tôi làm một quản lý một cái nhà máy, một cái nhà máy của nó không phải là thường, nghĩa là nó liên lạc về đến bên Mỹ không có giờ phút nào mà nó hăng gì. Thế mà đến cái giờ 12 giờ trưa mà tôi dám ngồi, thì bây giờ thì tôi học sách yoga, tôi để trên sách yoga ngay trước mặt rồi tôi ngồi. Còn tư quân năm nó làm quản lý ở cái nhà thì chỗ đó nó vào nó thấy tôi nó chồng tôi thấy thì nó mắt đầu nó ra cái nó phá loạn. Thế mà giờ tôi cũng cứ ngồi như thế rồi thì đến khi đó, là lúc bây giờ tôi nó chán rồi 60 tuổi rồi tôi về tôi nhất định đi kiếm chân lý, không làm nữa xin thôi đi làm. Đi kiếm chân lý thì đi đầu tiên thì cũng đi chùa thiền 2 năm trời kinh kệ. Tôi thấy đọc kinh kệ thì mỗi ngày đứng là đọc kinh cái chân nó khô luôn. Rồi bao nhiêu cái gì cái hoài bão của tôi cũng không thấy có cái gì là cái linh động mà nó làm cho tôi vui vẻ. Rồi tôi mới là phải thiền, tôi thấy nó là Đức Thích Ca thiền, bây giờ mình cũng thiền. Thiền thì tôi mới ngã vào cái thiền như thế. Thiền như thế thì tôi đi kiếm cùng lâu lắm. Thế rồi có một ngày kia cũng cái nhân duyên nhẽ tôi đã vào khất thực. Nhưng mà cái nhân duyên làm sao thì tôi mới gặp được cái pháp của tôi gọi là Lương Chữ Hằng ở bên Sa Lộ. Tôi mới trụ ở đây 9 năm trời với cái pháp đó. Tôi biết rằng khi mà tôi vào cái pháp đó thì tôi thấy rằng cái sức khỏe được dồi dào, con người hồng hào. Tháng trước trong vòng có 2 tuần lễ mắt tôi được tự nhiên nó làm rắn mắt vào ngồi thiền mà thấy được đủ mọi cách. Như cái đèn pha chiếu ra không có chiếu nữa, bao nhiêu những cái kỳ, những cái ảo ảnh, những cái gì mà nó từ trước tới giờ trong tiểu thuyết của Trung Quốc đều là có hết, đối với tôi đều là có hết. Nhưng mà trong cái khi mà tôi đã bắt đầu mà tôi nghiên cứu lại thì tôi thấy rằng là tam giới do tâm, vạn pháp do thức, tôi cho nó là vạn thức, tôi không chấp nhận. Nhưng mà cái việc nó chưa chín là cái đề ra được chân sư thì vẫn nghĩa là có còn hơn không. Và tôi thấy nó cũng có cái nội sư, nó cũng đưa người ta đến cái chỗ nghĩa là cũng làm lành lánh dữ. Mà trong cái sự tu hành tất nhiên là tu là thừa, thì tất nhiên là con đường tu hành chỉ có một cái từ trước bây giờ bao nhiêu tội lỗi sâu dày mình đã làm rồi thì bây giờ chỉ còn cách là sửa. Cái thực tế mà nó như thế, mà cái kinh nhà Phật cũng đều là như thế, nó chỉ có cái mê và ngộ thôi. Mê thì chúng sinh ma quái, nhưng mà ngộ thì tiên Phật thánh đó. Như thế thì tôi nhận đúng cái điều thứ nhất đó, tôi nhận đúng cái thao thông tin tôi chỉ cho. Điều thứ hai nữa là từ khi mà tôi tu cái pháp tin của ông gọi là Lương Chí Hằng đó, thì tôi đã không có một cái gì, nghĩa là người ta tu người ta mấy năm thứ năm trời không có những cái trạng thái đó mà tôi được có. Nhưng mà cái hoài bão của tôi vẫn không cảm thấy được không, tôi cho là vọng thức không sự thật, nó chỉ như một giấc chưa bao. Tại như lúc ngủ hay là lúc thiền muốn cái gì là tôi có cái đó. Thế này rồi tôi cũng vẫn rõ là không có chấp nhận. Đến ngày nay tôi cũng đã đi tìm, sau cái thời gian mà ông Tám cái Lương Thủ Hằng đi Mỹ rồi đó, thì tôi mới lại đi kiếm đi những các chùa thiền hay là những các tự thiện trí thức có những pháp môn chân lý từ nhà Phật để tôi theo đuổi. Mà tôi kiếm không ra chỗ thì cũng chữa bệnh cho người ta, rồi chỗ cũng trong thầy dạy tôi tu mấy năm trời đó cũng chữa bệnh cho người ta, thì cũng thấy có người khỏi, cũng có người không khỏi, cũng đệ tử cũng nhiều lắm. Rồi có một hôm các ngài thông chức cho những đệ tử của các ngài của ngài, tôi bảo thôi cái này mới là cái hình thức quá xa, toàn là những không
không thích hợp với cái chân lý của nhà Phật, nên là toàn tướng bây giờ và những cái gì đó thì nó là không có nghĩa gì cả. Tôi thấy rằng những cái gì của chân của nhà Phật mà đã gì ra là đại ý như là những cái phương tiện ngài thấy con người ở trên cõi thế gian này luôn luôn phú tướng cho, nghĩa là trời đất phú tướng cho cái tướng tham. Thế thì lúc đi tu cũng vẫn tham, mong cho được thấy những cái siêu hình và những cái mạnh khỏe, hay là thì họ thấy nó làm tốt, hay là rồi tại như là lúc Đức Phật nói ra đó, những phương tiện mà nói ra thì thấy người ta thấy con người tham thì lại lợi dụng cái lòng tham của con người, cũng như là cầm cái lấy gai mà chỉ gai, lấy gai mà nhổ cái gai, thì ngài mới nói rằng những tu đi rồi sẽ có những thiên đường với lại những cái loại chưa, những cái tòa lầu đài lâu cát, những cái loại chưa để mà cái quốc độ sung sướng như thế. Nhưng mà đối với tôi thì tôi lại cho là không đúng, đó là những cái đó là cái phương tiện của nhà Phật nói ra thôi. Nếu mà con đường mà đi đến chân thiện mỹ thì chỉ có cái là sửa rồi một ngày kia cái chân tâm của mình đó là không dùng cái tâm giả dối mà man trá mà viên đạo cũng dần dà nó tiêu hủy đi, thì nó đưa lại cái chân tâm cho thì con người sẽ sáng suốt mà đi đến chỗ chân thiện mỹ là phải làm lành lánh dữ, có những cái tình thương từ đi các cái mà cái giáo lý của nhà Phật dạy cho người ta là như thế, thì rồi dần dà nó sẽ hết. Thì cái địa ngục ở trên cõi thế gian này đối với người không tu hay là đối với người tham lam thì nó là cái địa ngục, mà đối với người tu hành đến lúc nào rồi thì cái trạng thái nó sẽ là cái thiên đường, chứ không có cái gì là lạ. Điều thứ đó là điều thứ hai tôi nhận định nó có phải không. Còn điều thứ ba thì từ khi mà tôi gặp ngài, gặp sư phụ, cái bản ngã của tôi là cao, có phải thế không sư phụ? Tôi đã đến sư phụ lại sư phụ đâu, nhưng mà đến ngày nay tôi lại sư phụ rồi đó. À, thì tôi thấy rằng cái chánh pháp nó đã mở mắt cho tôi một phần nào, cái bản ngã của tôi nó đã có thể nghĩa là có một ngày nào nó sẽ tiêu tan, thì tôi cũng có thể nghĩa là phải mãn nguyện. Thế thì từ ngày mà tôi được biết thầy thì nó lại cái nhân duyên của tôi nó lại thế này. Cái hôm đó thì tôi được cái tin là mở thất ở trên chùa ở Chợ Lớn, thì tôi lại thì ngày đó là đúng ngày mà khai thất, thì chỉ được có một ngày thôi, rồi ngày hôm sau thì thầy đau rồi đến chánh phủ không cho nữa, thế là từ bấy giờ rồi đi gián đoạn. Nhưng mà tôi đã sưu tầm những sách đó của đức thầy ra, tôi mang về nhà tôi thảo ký tôi đọc, rồi tôi cũng đã có một ngày hôm mà khai thất tôi có một ngày rồi. Thì tôi cũng đã lãnh, tôi cũng chọn cái câu tham tại đầu, rồi từ bấy giờ đi tôi tham tại đầu. Thì tôi thấy rằng gần là rồi những cái gì mà tôi cố chấp hay là những cái gì thì tôi đã thấy nó đã khám phá ra được những một hai những cái bí ẩn của đạo pháp. Thế thì rồi đến ngày nay tôi không hiểu, từ ngày mà đến ngày hôm nay rồi đến tôi mới lại biết rằng ở đây thầy mới mở được cái thiền thất nữa, thành ra ngày hôm nay tôi mới lại làm đây để gặp thầy. Rồi để xin thầy hướng giáo thầy những cái gì cần thắc mắc trong bao nhiêu năm của tôi đi con đường nghĩa là trái, nhưng mà nghĩa là nếu mà nói ra đó thì nó mà phân biệt ra đó thì nó cũng lại không có cái hay ho ở trong cái chỗ đấy, cái lẽ đạo nó không phải, nhưng mà cái chân lý mà nó rốt ráo mà nó đi đến chỗ siêu việt thì cần phải thức tỉnh, phải có cơ duyên để mà gặp thì mới thành công. Nên hôm nay tôi lại đây, cái từ ngày mà tôi tham tại đầu đến bây giờ thì cái bộ đầu của tôi đó, những cái khi mà tôi tham tại đầu anh những không hơn bạn tại đầu hơn, bất cứ giờ phút nào ngay đây ngay trước mặt thầy hay là nói chuyện với bạn bè hay là cái gì thì nó cứ tự hồ nó như là muốn bể cái đầu ra, nó muốn căng cái đầu mà nó muốn hút tung cái đầu ra, thì như thế thì cái trạng thái đó nó tốt rồi sao, và cái câu tại đầu nó nặng với tôi thì lúc nào nó cũng lại, tôi muốn bỏ nó cũng không được, tôi đã thí nghiệm bỏ nó cũng không được, mà nó cũng vẫn cứ lại với tôi tại đầu. Nhưng mà trong giấc ngủ thì không có, và vẫn làm cái công việc cái gì mà chăm chú để công việc cái gì thì không có cái gì. Thế thì như thế thì bây giờ thầy trò đã gặp nhau, gặp cái công cái sự chính tâm của tôi đó, từ trước đến giờ đó
nó nghĩa là không phải rằng có một cái gì gọi cho nó là giả dối rồi với con đường đạo. Ừ. Thế thì xin thầy, có cái gì trong bao nhiêu năm đó là chưa gặp pháp nó có sai quấy cái gì thì thầy điều chỉnh lại thôi, để cho đi đến chỗ viên này. Cho người sửa lên. Cho cái công phu của ông là làm nhân bạc á thì đúng, nhưng mà cái căn bản nó không có đúng, cái căn bản còn chấp thật chấp ngã. Chánh pháp thì phải tha cái chấp thật, tha cái chấp ngã đó, tha cái ngã chấp đó. Cái điều thứ nhất đó, nói về cái mà Đương Sĩ Hàng á, người đó thì tôi không có biết á, nhưng mà nghe người ta kể lại đó thì nó tu cái mà xuất hồn á, để lên trên trời mà nghe Phật là thuyết pháp đó, cho Phật là ở trên trời đó. Mà người đó thì là không biết Phật pháp á, một tí Phật pháp cũng không biết, nó theo cái tà ma ở trong kinh Lăng Nghiêm á thì Phật pháp nó giỏi lắm, còn cái này nó không có Phật pháp, không biết Phật pháp á, thì nó không bằng cái tà ma, chưa có tự cách làm cái tà ma giống như kinh Lăng Nghiêm á, thì cái đó là không đáng kể phải nói. Còn hồi nãy á, nói về cái từ bi phát ác bắt ai đó, cái đó là nhiều người sai lầm, cho cái từ bi với bắt ai là giống nhau á, là bằng nhau, nhưng mà sự thật á thì nó khác, khác xa lắm, là nghịch nhau chứ không phải là bằng nhau. Tại sao vậy? Tại cái bắt ái đó là chấp ngã, cũng như cái quả cải vật chất là thuộc về ta, rồi tôi yêu mến chung vẫn bắt đó, tôi cho lại người này, cho lại người kia, gọi là bắt ái. Còn từ bi á của Phật là khác. Rồi cũng đi chỉ pháp hòa đó, cái từ bi thể hiện đó là ngã chấp là Phật, là không có ta từ bi, không có người nào mà lãnh cái từ bi của ta. Bởi vậy đó, ngã chấp là hết rồi, làm sao mà có nan có sợ được. Bây giờ đó, có năng có sợ đó thì là bệnh. Cho nên á, cái kinh Phật mà giải thích từ bi đó là vô duyên từ đồng thể bi, vô duyên là không có đối lại, không có năng sợ đối lại, tức là không có người từ bi và người lãnh thọ cái từ bi đó. Còn cái bác ái đó thì có ta là năng ái, có người mà đại chúng là sở ái, là có năng sở đối lại, tức là bây giờ đó thì nhiều người mà tu á cũng gian năm tu tập khổ hạnh, nhưng mà tu theo cái ngã chấp. Nếu tu theo cái ngã chấp đó, thì đó, cao chừng nào đó là nguy hiểm chừng đấy. Bởi vậy đó, bằng nào đó, cái cảnh giới thấp đó thì còn cái ngã còn nhỏ, tới cảnh giới cao rồi thì cái ngã nó to. Thì cũng như mà xuyên qua, tất cả đều mà chúng sinh đều phải làm nô lệ cho ta. Chứ chỉ có ta là làm cho trẻ được, còn người người khác không có, không có làm được. Phải rồi. Nhưng mà không phải nói như vậy. Không có thầy ra đúng mày làm luôn. Không phải
Bây giờ á, thì ông còn chưa có hiểu cái ngã tư cu á. À, có. Cũng như mà bây giờ nó Phật Thích Ca là Phật có, thì lột vào cu thứ nhất. Nếu Phật Thích Ca là Phật không có, thì lột vào cu thứ nhì cũng là sai lầm. Chứ không phải là đối với có, nó không là đúng. Thế là bây giờ á, nói thật có, thật không á, sai lầm. Nhưng mà đừng có nói là chẳng có, chẳng không. Nếu chẳng có, chẳng không cũng là sai lầm, cũng là câu thứ ba. À, rồi á, bây giờ á, có cũng không được, mà không có cũng không được, chẳng có, chẳng không cũng không được. Vậy cũng có cũng không được không? Cũng là không đúng. À, chứ đừng có nghe mà tôi nói đừng có chấp có thì trở lại chấp không á. Chấp có thì cái bệnh nó còn nhẹ, còn dễ chịu. Nếu mà chấp không á thì cái bệnh á nó còn nặng hơn, nó khó chịu. À, bây giờ nói có thầy trò hay là không có thầy trò thì cũng là lột vào cái thức cứu. À, bởi vậy phải có suy nghĩ là lọt vào cái thứ rồi. À, hay là im lặng không suy nghĩ đó cũng lọt vào nữa. À, chỗ đó là phải tự mình chứng ngộ mới được. Bây giờ đó dùng cái tâm suy nghĩ, dùng cái miệng để nói á là không được. À, cho nên cổ đức có nói đó, cái mà có tâm thì chẳng thể cầu, vô tâm thì chẳng thể đắc, ngôn ngữ chẳng thể thông đạt, im lặng chẳng thể thấu sức. Đối với cái việc này đó, cần phải chứng ngộ. Tức là ở trong tâm bao thức tưởng mới được. Nếu mà cứ ở trong tâm bao mà thảo luận á, cái chân lý đó, thì cái chân lý nó chỉ là ở trong tâm bao thôi. Chừng nào thức tưởng thì là thanh thải rồi. Bây giờ đó, đừng có suy nghĩ cái này cái kia nữa. À, đừng có cho nó là đúng hay là không đúng. Bởi vì đúng là lọc vào cứu thứ nhất, không đúng lọc vào cứu thứ nhì, cũng đúng cũng không đúng lọc vào cứu thứ ba, chẳng đúng chẳng không đúng lọc vào cứu thứ tư. À, cái ngã tư cứu đó. Phật là cho mình là lìa tư cứu, đừng có lọc vào tư cứu. Và tư cứu là sao? À, cho nên á, có sự suy lường. Kinh Lăng Nghiêm nói đó, phàm hữu ngôn thuyết giai phi thực ngã đó, phàm là lời nói đó đều chẳng có ngã thật. À, mặc dầu lời nói của Phật cũng là lời nói của tổ sư cũng là lời nói. Cho nên á, trong tổ sư thiền đó, tổ á, nói những người mà lưỡi theo cái lời nói của Phật á, tức là hướng vào cái lời nói của Phật mà tìm hiểu á, cho đến mà ngộ cái lời nói của Phật á, cũng là con chó. Phải ngộ vào cái tự tánh mới là con sư tử đó. Phật là muốn mình làm con sư tử chứ không muốn mình làm con chó đâu. Ở trong đường nói tổ sư thiền đã có nói rõ rồi nữa. Bây giờ về coi lại đó, ra lớp tu. À, con người con người có ba cái, có ba cái trạng thái. Cái trạng thái bây giờ đó, hồi nãy tôi đã nói đó, bây giờ làm mình đang nói chuyện này là đang mà mở mắt chim bao. Bây giờ đó,
càng ở trong chim bao thức tỉnh, mà muôn lượt mau thức tỉnh thì phải tham câu thoại đạo, hỏi linh như tình, không lượt nói một niệm khác, nói một niệm khác gọi là biệt niệm đó, là chướng ngại. À, cũng như mà nói là tôi mà muốn tìm chân lý đó, cũng là chướng ngại. À, nói là tôi muốn từ bi độ hết tất cả chúng sanh, cũng là phải rồi đó, cái sự hiểu biết trước kia đó. Tôi thấy bây giờ cái đầu của tôi lúc nào nó cứ nhảy lên trên trên lên thì tôi chỉ muốn như vậy đó, là do cái công phu á, do cái nhiệt tình nặng mà ảnh hưởng đó thì là tốt. À, đừng có sợ, do sở đắc, do sở cào, do sở sợ, hồi nãy tôi nói đó, cái tâm mình mà có chánh niệm đó thì là ma quái mình xâm phạm không được. À, nếu mà mình có nói một niệm khác á, nó mới xâm phạm được. À, thì trong đường lối thanh tổ sư thiền, cái điều thứ nhất tham ngã chấp là vô số đắc, vô số cầu, vô số sợ. Nếu sợ là không được, à, có cầu là không được, có đắc là không được. Hả? Có tâm cầu chân lý là cầu, có tâm mà chứng đắc chứng quả là cái ngã tướng. Phụ phụ thừa dạy chúng con đừng nhớ quá khứ, đừng xây dựng tương lai, hiện tại cũng lợi dụng. Xin sư phụ từ đi khai thị tử những lại cho chúng con. Nói mà ưng do sở trụ như sanh trụ tâm á, pháp bảo đàng á, kinh vô ma cặc á, thì nói là lấy do trụ làm căn bản á. Tại sao mà muốn nói mà do sở trụ, cũng nghe kinh trên trang á, ân do sở trụ như sanh trụ tâm, ân do sở trụ á là giữ cái